Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hương Trích. Chúng ta sẽ lắp ghép một chiếc máy ép đá nha. Đấy. Ok. Rồi, chiếc máy lắp đá ép đá đã hoàn thành. Ta bơm nhiên liệu, bơm dầu diesel cho máy nha. Đây bên nhỏ đóng nắp lại. Cọc đã chuẩn bị sẵn sàng. Ép cọc xuống. Đấy, ép đá xuống. Công việc rất là nặng nhọc. Đây là những cái nỗ mà hôm qua trước máy của chúng ta đã qua, hôm nay thì ép cọc xuống. Đấy, công việc đã hoàn thành. Và chiếc máy này rất là bẩn. Đấy, mà ép cọc đã rất là bẩn. Mình rửa lại. Rửa lại chiếc máy đi. Ok. Dùng cọ lau sạch. Rồi, công đoạn cuối cùng của chúng ta là xịt nước. Ok. Máy ép cọc đã sáng bóng như mới. Bây giờ là xe tải chở sắt thép. Ok. Chúng ta cùng bắt đầu lắp ráp xe tải nha. Có rất nhiều bánh nha. À đây không phải là bánh trước, bánh sau, bánh giữa, bánh trước, khoang lái, ống khói, thùng đá của xe. Okay. Tiếp theo là chúng ta sẽ đổ bê tông. Đổ bê tông cho cái nền nha. Chúng ta sẽ lắp chiếc xe đổ bê tông nào. Đầu tiên là 3 chiếc bánh của xe. Bình chứa dầu. Ống đổ bê tông. Bồn trộn bê tông. Khoang lái. Cái này là gầm của xe. Và cuối cùng là bộ phận là máy móc. Good job. Đã hoàn thành. Rồi. Fantastic. Bơm nhiên liệu cho xe nha. Đây bình nào. Amazing. Wonder. Ok. Bơm hơi cho bánh nào. Đấy, sắp căng rồi. Perfect. Căng rồi, đi rồi. Chưa? Bạn có thể nhập chưa? Đây là công việc cuối cùng là mình rửa chiếc xe này đi.
Tin vui cho các bác đang bị yếu sinh lý, biểu hiện như trên bảo giờ không nghe, chưa đi đến chợ đã hết tiền. Tiếp tục lắp ba bánh xe nào. Ok. Buồng lái. Ống khói. Thùng xe. Gầm xe. Xe đi long còng cọc luôn. Chúng ta cần phải bơm dầu cho xe nhá. Rồi. Xe đã đầy dầu. Vẫn cần phải bơm hơi lốp xe lên. Lốp xe đã bị xẹp rồi các bạn. Rồi. Công việc của xe là chở gỗ đến lắp. Đấy, ui, quá đẹp. Ngôi nhà đã hiện lên. Các bạn thấy ngôi nhà đã hiện lên có khung rất là đẹp và có cả hệ thống thoát nước nữa nha. Bây giờ chúng ta sẽ rửa xe đi. Mỗi lần dùng thì xe nó bẩn và chúng ta cần phải rửa xe sạch sẽ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp một chiếc cần cẩu. Đấy. Cần cẩu có rất nhiều bộ phận rất là lạ nên là mình nói là tên. Đấy, cần cẩu dài chưa, móc dài chưa, mở lắp bình dầu này. Đó, dầu này. Không có nhiên liệu thì các máy móc sẽ không hoạt động được nhé các bạn. Cần phải đầy đủ nhiên liệu. Đấy. À, cần cẩu đã chở mái nhà đến này. Đấy, lắp mái nhà này, nhập chưa. Xong nhiệm vụ. Ồ, cần cẩu này làm được rất là nhanh. Bước phải là rất tốt. Chúng ta đang làm được rất tốt. Xuống nước. Đấy. Sạch chưa? Bong luôn. Lâu đài của chúng ta đã chuẩn bị hoàn thành rồi nha các bạn. Đấy. Ôi, rất nhiều công đoạn để hoàn thành lâu đài này.
ta sẽ lắp ghép chiếc xe thùng để chở đồ đến cho lâu đài của chúng ta nhé. Một lâu đài rất là đẹp. Vừa rồi mình đã cho các bạn xem hình ảnh cuối cùng của lâu đài, rất là đẹp. Bơm dầu cho xe, đóng nắp bình dầu lại, bơm hơi. Đấy. Bravo là xong rồi. Mini meo, gạch và cửa, đấy, xây lên. Đã hoàn thành ngôi nhà. Đây là phần xịt bọt tuyết để rửa chiếc xe cho nó sạch sẽ nha. Dùng cọ lau đi, đấy, lau vài lần cho sạch. Và cuối cùng là chúng ta phun nước để xả bọt và chiếc xe đã sạch bong như mới. Đây là công trình xây lâu đài nhé các bạn, công trình xây lâu đài. Ok, lại là chiếc xe thùng. Chúng ta cần chở rất nhiều vật liệu đến để hoàn thành lâu đài của chúng ta, nên cần rất nhiều xe thùng. Đấy. Tất cả các loại xe, máy bay, xe máy, ô tô đều sử dụng nhiên liệu, nên là các bạn cần đổ đầy nhiên liệu trước khi sử dụng chúng nha. Để trừ trường hợp chúng ta đang sử dụng thì hết nhiên liệu. Lâu đài của chúng ta đã rất là đẹp rồi, nhưng mà còn nhiều phần nữa. Tâm sửa răng. Chiếc xe đã rất là bẩn nha, nên là phải rửa đi. Đấy, các bạn đã thấy xây một công trình có rất nhiều công đoạn và rất là vất vả, nên cần phải yêu quý những chú công nhân, cô công nhân nhá. Đấy, chúng ta sẽ xịt nước sạch xe. Ok, bây giờ là công đoạn sơn. Vẫn là chiếc xe thùng, vẫn là chiếc xe tải nha. Đấy, chúng ta sẽ lắp ráp chiếc xe tải. Các bạn nhìn hình dáng này, lắp ghép các bộ phận vào nha. Rồi. Bơm dầu diesel cho xe nha. Đấy, đầy bình nhiên liệu luôn. Nhưng mà nhớ đóng nắp lại. Kéo mở nắp là nhiên liệu sẽ bị bay hơi hoặc là vãi ra hết nha. Bơm hơi cho xe đi. Ok, đã đến nơi rồi. Nào, chúng ta cùng sơn lâu đài nào. Màu gì đây các bạn? Màu vàng. Rồi, bẩn quá, chúng ta cần xịt bọt tuyết lên. Rồi, dùng khăn lau đi nha. Cuối cùng là lấy gì? Cuối cùng là lấy vòi xịt nước lên. Ok, công việc tiếp theo của chúng ta là trải thảm cỏ cho lâu đài nha. Vẫn là chiếc xe tải, chúng ta cần phải chở rất nhiều cỏ đến để trải thảm cho lâu đài. Lâu đài rất là đẹp.
nên là cần phải chịu khóa, chúng ta sẽ phải kiên trì xây dựng đến cuối cùng. Bơm dầu diesel cho xe nhá. Rồi, bơm đầy bình nhá các bạn. Đầy bình luôn. Bơm hơi cho thật căng để đi sẽ không bị hại cho bánh của xe. Đấy, chiếc xe tải đã chở thảm cỏ đến. Và bây giờ chúng ta sẽ giải thảm cỏ cho tàu đài. Ui, ui, tàu đài đã hiện lên. Có tường và có sân bao quanh nhá. Rất là đẹp. Actually. Đấy, chúng ta dùng chổi lau sạch sẽ. Perfect. Hoàn thành công việc. Đấy, đẹp chưa? Sắp đến công đoạn cuối cùng rồi. Bây giờ chúng ta cần trồng cây cho nó. Đấy, chiếc xe tải này sẽ chở cây đến lâu đài nha. Hay quá nhỉ. Lâu đài của chúng ta đã sắp hoàn thành. Các bạn có ước mơ mình sẽ ở trong cái lâu đài hay không? Lâu đài có cả bể bơi, sân vườn rất là rộng rãi. Đấy, các bạn được thoải mái vui chơi. Mình cũng ước là mình sẽ được sống trong một lâu đài như vậy. Đấy, bơm nhiên liệu cho xe. Đóng nắp bình dầu lại. Nhớ bơm hơi cho bánh xe nhá. Ok, hoàn thành. Xe tải đã chở đồ đến. Ồ, rất nhiều cây cảnh. Giờ chúng ta sẽ cùng trồng nhá. Đấy, đẹp chưa các bạn, đẹp chưa? Ồ, một lát nữa hoàn thành lâu đài thì anh sẽ chụp ảnh lại làm kỷ niệm cho các bạn xem nhá. Vì lâu đài nó quá là đẹp. Đấy là một ước mơ cho tất cả chúng ta. Các bạn sẽ học tập thật tốt để sau này có thể xây những lâu đài như vậy. Bây giờ chúng ta cùng trang trí ô và ghế ngồi cho chuẩn bị công cuộc cuối cùng là chúng ta xây bể bơi. Đấy. Các bạn đây là khi xây một công trình thì có sử dụng rất nhiều các loại máy móc và xe tải đóng một vai trò rất là quan trọng để chở những vật liệu và dụng cụ chúng ta làm việc. Vì vậy các bác xe tải hoạt động rất là nhiều nên rất là mệt mỏi, các bạn cần phải yêu quý các bác nha. Bơm đầy bình dầu, đóng nắp và chúng ta bơm hơi cho bánh xe. Rồi, xe tải đã đến nơi, chở rất nhiều ô, bánh kẹo và ghế ngồi. Đấy. Ô, có cả bể bơi luôn rồi các bạn, đóng luôn rồi. Wow, quá đẹp, thực sự là một tuyệt tác. Các bạn có biết cái chổi này màu gì không? Chổi này màu vàng nhá. Chúng ta sẽ cùng xem video của mình, cùng xem video của anh và học màu sắc như là các con vật và đồ vật trên video này nhá. Hoàn thành rồi các bạn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái công trình đầu tiên của trò chơi xây dựng. Đấy là house building, tức là ngôi nhà lâu đài. Rất là đẹp. Đây là chính nhà ngôi nhà sau khi chúng ta đã hoàn thiện
rất là xinh đẹp, nên là các bạn có thể tải trò chơi về để chơi lắp ghép nhé. Còn rất nhiều các công trình mà chúng ta có thể lắp ghép ngoài lâu đài, đấy chính là khu vui chơi Playground Bull. Mình không giỏi tiếng Anh nên các bạn có thể dịch. Tiếp theo là cây cầu, trường học, nông trại và còn nhiều nữa, nhưng mà chưa xây dựng xong nên là sẽ không được mở. Đấy, video của anh đến đây là kết thúc. Rất mong các bạn xem sẽ like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho anh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.